em việt chào quý vị và các bạn thân mến nha thì ở cái video lần này em việc chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái lo tan nôi có hàng giả hàng nhái hay không thì theo nhiều bạn hỏi em việc và yêu cầu em việc làm một cái video chia sẻ về tan nôi có hàng giả hàng nhái hay không và tại sao ở phía trước hay là ở phía sau của lo tan nôi thường đóng đóng cái tem là hiệu là cái chữ test có người đọc test có người là đọc tắt à, thì có rất nhiều bạn quan tâm thắc mắc đến vấn đề này thì uh, em Việt cũng uh, xin chia sẻ trong cái uh, kiến thức mà hàng hẹp của em Việt hiểu biết thôi. Còn uh, bạn nào mà có những cái uh, hay hơn thì có thể là để lại bình luận comment ở phía dưới video này chúng ta cùng chia sẻ với nhau, uh, cùng rút ra kinh nghiệm. Uh, thì uh, em Việt chia sẻ uh, cái vấn đề mà lo tanh nôi xong thì cũng sẽ giới thiệu đến quý vị một bạn mấy cái lo nằm đây ha. Thì quý vị bạn nào có nhu cầu thì liên hệ 0963 721 519 uh, Nói về cái uh, lo tanh nôi. À, có nhiều bạn rất là quan tâm à, là lo này nó rất là lớn tiền và không biết nó có hàng giả hàng nhái hay không thì theo em việc được biết á, là lo tanh nôi thì à, hàng giả hàng nhái không có nhưng nó có thùng giả thùng nhái là có cái vỏ thùng ở quý vị của bạn đặc biệt là cái vỏ thùng tại vì rất là nhiều người đóng được cái vỏ thùng này à, cái vỏ thùng tanh nôi này thì là vỏ thùng giả vỏ thùng nhái là có và củ lo thanh nôi thì không thể nào giả được và phân tầng lo thanh nôi thì không có giả đó là sự thật thì à, có khi quý vị hoặc bạn thấy là người ta mua cái củ lo thanh nôi về thì người ta đóng cái kích thước thùng y chang như vậy rồi ở đầu người ta bán người ta bảo là thùng zin nhưng mà sự thật đó là thùng mình đóng ở đây nó cũng có hoặc là một số à, à, lo thanh nôi được đóng thùng ở à, tại à, bên à, là cái uh, uh, Hàn quốc đó thì cũng có luôn quý vị và các bạn đó, nói chung là thùng giả là có nha đó. còn uh, cái lo tan nôi cũ lo thì em việc chưa thấy làm giả làm nhái và phân tầng cũng vậy đây, như ở đây em việc có cái đôi uh, lo ẹt đen nè đây đôi lo ẹt đen của em việc nó chạy cũ ba tám hai tám rồi với về bộ bạn, Đó. chạy cũ ba ha. thì uh, có một số lo tăng nôi á nó sẽ đóng ở phía sau này là cái tem cái tem test là cái hiệu của cái uh, hiệu của cái đầu CD này nè, rồi nó là uh, da băng luôn. với và các bạn, thì uh, có quý vị hỏi em việc là tại sao là nó lại đóng một cái uh, tem như vậy thì uh, cái này đơn giản thôi vì các bạn thì cái cái hãng này nè cái hãng test này nè thì họ độc quyền phân phối cái lo tanh nôi ở bên Nhật Đó. thì khi mà họ uh, phân phối tanh uh, nôi á, thì họ dán cái tem của họ lên nó đơn giản vậy thôi Đó. và giữa cái thùng mà cái thùng mà mà uh, xịn cái thùng của hãng đóng á, so với cái thùng mà của mình tự dựng hay là những cái thùng ở nước ngoài người ta tự dựng thì mình nhìn biết ngay rồi quý vị và các bạn. thì chỉ sợ là những bạn mà chưa có uh, chơi nhiều quá, chưa có chuyên sâu thì uh, có thể là uh, không nhìn ra. nhưng mà cái thùng, cái ván, cái ván với cái bông tiêu âm mà của hãng, cái bông tiêu âm của hãng nó khác hoàn toàn với cái bông tiêu âm mà của những cái lo dựng nha. Đó, quý vị và các bạn. đó. như cái cặp này á, là cặp tanh nôi này em việt là nhập uh, uh, hàng đấu giá mình Nhật về. Thì em việc đã có nhiều video giới thiệu rồi, đây quý vị và các bạn. Nha. Người Nhật họ xài rất là kỹ Quý vị và các bạn. Họ dán để quý vị và các bạn biết. Nha. Cặp này đẹp dữ dằn luôn. Mình nhập giá là 43 triệu quý vị và các bạn. nôi uh, đen kiện vuông. Quý vị và các bạn. À. Rồi, thì uh, việc chia sẻ đó quý vị một bạn à, cặp lo của hãng thái xin đây là cái lo bát đồng xin lỗi bát toàn giải chứ không phải đồng trục bát tốt giải rất là nặng luôn bát 40 bạn nào mà có cái vỏ thùng của bát 40 lấy cặp này về nghe bao phê đó, có thể là độ chế lo hai đường tiếng một cái bát này vào một còi lớn hoặc là chỉ xài một cái bát này và một siêu chép còi à, để mình lấy cái tiếng cao Ha, thì tùy ý của quý vị và các bạn bát 40 màn giấy gân vải uh, ship đó. cụ từ anico anico thì uh, nó làm từ uh, 500 đất hiếm quý vị và các bạn làm từ đất hiếm cho nên cái dòng này uh, tiếng nó kêu rất là hay ha thì uh, cũng tùy theo uh, gu của mỗi người thôi quý vị và các bạn có người thì uh, thích cụ từ anico có người thì thích cụ từ Feris thì cụ từ Feris đó, âm thanh của nó là uh, sắc sảo hơn uh, một tí, uh, bass uh, mạnh hơn rồi uh, chép nghe lách tách hơn so với tự từ, của tự từ anico và tuy nhiên cụ tự anico thì nó được con cái là mềm mại sâu lắng, đó, uh, uh, dễ đi vào lòng người thì cũng tùy gu thôi. cặp bass loan taylor này bass 40 em việc bán cho quý vị một bạn 15 triệu đồng bao dinh tuyệt đối. Đó, mấy cặp này thì về quấn bao phê rồi quý vị và các bạn boss 8.2 em việt đã có nhiều video clip test rồi ở, uh, uh, đã quay rồi đó cũng có video clip test ở bên kênh uh, quốc việt audio bảy vĩnh long á thì em việt cũng đã test ở bên kênh đó rồi bát 25 hai chép dòng này thùng rất là to quý vị và các bạn thùng nó còn cao to hơn mấy cái thùng mà uh, bass 40 ví dụ như thùng lo full bát 40 quý vị và các bạn quý vị nhìn với thùng robot này thùng lô này nó còn cao hơn rất là nhiều so với thùng lô full bass 40 kia cho nên cái tiếng bát của nó, nó quấn rất là dữ à. cái bát nó nằm ở trên rồi nó quấn lòn xuống dưới rồi nó mới đi ra à, âm thanh nó mới đi ra phía sau nên tiếng bát con này à, quy lực chất âm nó ngang à, với à, con 6 là một series 3 sau là một series 3 giờ cũng mất tiền ha chắc khoảng 40 triệu gì đó nhưng con này thì rẻ cặp Bot 2 này thì em Việt đã có mấy video quay rồi. Giờ có vài điểm chạy nhẹ nhẹ thôi. Nhờ, như đây chạy tem nè, vô nước bể nở thì không có. Hiện tại cặp này trên thị trường anh em bán nó tầm khoảng 24 triệu. Em Việt thì bán 16 triệu giá vốn, không lấy lãi một đồng luôn. Đó. Thì uh, hàng bao dinh bao thợ thầy kiểm tra từ 24 mà còn 16 thì quý vị và bạn biết là mình không có lời đó quý vị và bạn nào có xem được video này cảm thấy uh, video hay có ý nghĩa cho việc xin một like uh, để, và một lượt chia sẻ để tạo tương tác cho kênh em việc xin cảm ơn quý vị và bạn rất là nhiều đó. thì quý vị thấy là trên thị trường anh em tao bán giá rất là cao mình bán 16 đó. nó chủ yếu là bán uh, chia sẻ cho anh em chơi thôi đó. thì lâu lâu mình uh, có đợt hàng mình xả hàng rồi mình bán hàng không lợi nhuận cũng không có sao quý vị của bạn đó rồi. thì uh, cặp tăng đôi bên trong á em vì cũng đã giới thiệu nhiều rồi có video nội thất tháo nội thất đồ này nọ luôn rồi cặp đó là vốn mình 33 bạn nào thích thì mình chia lại ha Còn đây mình còn một cặp uh, bia nửa CS901 bia nửa CS901 dòng này thì thầy của bia nửa CS99A chất âm không cần phải bằng cải bát 40 đây tại vị nhà nha thùng không xì ba tút tát ha thì nó có sao mình bán vậy đó bát 40 bát 40 chép cầu ở giữa cầu gan và ở trên là cái chung còi phía dưới là hai siêu chép đây là hai siêu chép nè. Đó. đây là cái bát nè cầu gan sáu lỗ giữa nè à, đây là cái chung còi chung còi này thì ngang nó tầm khoảng 30 mấy 31 32 gì đó và chiều cao nó khoảng 14 cầu đó thì từ Anico đây là dòng 901 a hàng hàng viên bao thợ thầy kiểm tra con này thì uh, mình cũng bán vốn cho anh em chơi thôi quý vị bạn thì cũng như những clip trước á, em Việt đã có rất là nhiều clip bán xả hàng giá vốn. Thì còn lại cái nào thì mình cũng bán xả giá vốn luôn chứ không có lợi nhuận gì hết với vị bạn Thì con này trên thị trường anh em bán nó rơi vào khoảng 28 triệu đó. Model của con này là 901A, công suất maximum là 130W, trở kháng 8 ohm. Hai volume này để tăng chung và chép theo ý của người nghe thôi. Góc cạnh thùng cũng khá là ok hàng siêu mà không xì ba tốt tá thì cũng chạy đồ này nói tút đỉnh ha quý vị và các bạn cặp này thì uh, vốn em việc nhập là 21 triệu 500 thì em việc để lại cho quý vị và các bạn 21 triệu 500 đó rồi đây là một cặp full Yamaha nè cặp này thì em việc đã có mấy video giới thiệu rồi cặp này bát 40 đó. quý vị một các bạn có thể lên Google xem cái model này s 115 v Inota Yamaha nhưng mà nó là Inwood A hàng sản xuất tại Mỹ cái dòng à, sân khấu của Yamaha sau này nó sản xuất tại Mỹ không ừ, quý vị và các bạn sản xuất tại Mỹ thì quý vị và các bạn chất âm quý vị cũng biết rồi cặp này thì chuyên karaoke okay. bát 40 chép còi vốn em việc nhập là 12 triệu năm 12 triệu 500 tiền em cũng bán cho quý vị và các bạn 12 triệu 500 luôn rồi Boss 301 series 3 sản xuất tại Canada cũng có nhiều video quay rồi quý vị và các bạn đó. đó con này đẹp thì uh, con này em việc nhập vô cái thời điểm trước mình giá mấy con bot này rất là cao nha thời điểm sau này thì nó cũng tạm ổn 301 uh, series 3 sản xuất tại Canada uh, bao dinh tuyệt đối hàng đẹp quý vị và các bạn và giá cặp bot 301 series 3 uh, vốn em việc nhập 9 triệu gửi em việc bán cho quý vị và các bạn 9 triệu đó uh, quý vị và các bạn rồi uh, đây là cái khiển CD của này bữa mình mua tới trăm đô cái con khiển này rồi em vị xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau xin chào